chó à? Ừ. Trời ơi anh ơi, từ từ anh ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đứng lên coi. Sao mày quấn nó dữ vậy? Mày bạo hành hả? Tao báo công an đó nha. Trời ơi, té được coi. Để anh chửi tiếp. Còn anh nó đó ra. Cái gì vậy? Mày bị ngáo hả? Tự nhiên không rồi để cho người ta bạo hành mày vậy? Cái này không phải là tao muốn đâu. Thường muốn như vậy. Cái gì vậy? Tôi không ăn cái này đâu. Trời ơi, canh gạo tình yêu công kỹ anh nấu cho em ăn. Em nói em nóng, anh mới cứ nấu cái này cho em ăn vô em mát người em mà. Trời ơi, tôi nói tôi nóng là tôi muốn đi trung tâm thương mại, tôi đi shopping. Ở trong đó nó có máy lạnh nó mát chứ ai ăn mấy cái vớ vẩn này anh nấu. Thì em muốn cái gì thì em phải nói rõ ra chứ. Em cứ vậy ai hiểu ý em, xong rồi cứ vậy đành đạch lên. Người ta nói á, đàn ông á, đặt tiền ở đâu là tâm ở đó. Anh không cần quan tâm tôi nữa, anh không cần nấu cái gì cho tôi ăn hết á. Miễn anh lấy tiền anh đập vô mặt tôi là được rồi. Cái này á là em nói đó nha. Em nói đó nha. Trời đất ơi, thì răng nhỏ này nó có cái sở thích lạ dữ vậy ha. Kệ, tiếp đi anh yêu. Quá đúng là dở trẻ. Thì ghê vậy luôn hả má? Trời ơi, tao nói thiệt, thằng Tuy Lô á, nó cầm cọc tiền dày cu như vậy nè, nó giả chăn chát vô mặt của con Phượng, mày coi được không? Ủa, tôi thấy vậy là đã mà bà nội. Đã ăn khỉ, trời ơi, tình yêu kỳ vậy, tình yêu gì mà tiền gì kỳ vậy, vậy sao không bên nữa. Mà cái con Phượng á, hello. Trời ơi, chọc con nhỏ cái miệng mà thúi ghê. À, chị Phượng. Dạ. Vô đây ngồi luôn chị. Quá trời đồ luôn má này. Bé ba. Dạ, sao? Bữa nay là làm cho chị cái gói mà VIP Pro nhất, mắc nhất, xịn nhất chưa? Ok luôn. Để trước khi làm em bóp da cho chị xíu nha. Trời ơi, đi mua sắm dữ ha bà Phượng. Ơi 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 ơi. Cái túi này là tôi thấy ở đâu bên cái tiệm mà sang sang á nha. Trời ơi, sao mà chi mạnh tay dữ vậy ta? Trời ơi, má này má lật mặt nhanh trời. Giống mày thôi. Thích không? Thích. Chào mày đó. Thôi, ơi sao mà xịn quá vậy? Rồi tụi bay đừng có lo, người yêu tao giàu lắm, dung tiền bặt bặt như là giấy vậy đó. Mấy đứa mà nghèo khổ là ế nha, tụi bay đâu biết được đâu. Chị má. Nè, dạ. Cho mà nói chuyện nghe nó ghét quá. Ơi yêu đương mà hả, thực dụng như mày suốt ngày cứ tiền thì có con khỉ gì đâu mà bền. Thực dụng đúng không? Vậy là mày muốn yêu kiểu chân thành đúng không? Giờ mày thử tưởng tượng đi, nếu như mà hai đứa tao yêu chân thành ha, nghèo rớt mồng tơi luôn, trong túi không có nổi 50 ngàn, lúc đó là sao? Thương Thương. Gì? Mày cho tụi tao xin 1 triệu. Mượn đổ 1 triệu tháng này được không? Tụi tao đói quá. Cái gì? 1 triệu hả? Trời ơi, cho tụi bay mượn 1 triệu chẳng khác gì hả? Tao thí luôn cho tụi bay. Chứ hả, tụi bay nghèo sơ nghèo sái rồi tiền đâu ra mà trả cho tao. Ờ, tao khỏi luôn đi. Ơi, Thương Thương. Có hộp cơm kìa. Đỡ đi. Sao mà khổ quá. Gì mà mày nói nghe thấy ghê quá vậy? Thôi, vậy thôi dẹp đi. Đừng kêu đương, đừng tiền bậy vậy, tao cũng không cần thiết đâu. Em ơi, cho anh giao hàng em ơi. Đem vô đây. Em ơi, anh giao Yến cho em nha. Đường xa xôi mà khó tìm địa chỉ quá. Trời yên tâm, lát em chuyển thêm tiền cho ha. Dạ ha, cảm ơn em nhiều. Anh đi nha. Yến đồ luôn. Trời ơi, có tiền vô cái tự nhiên nó sướng cái thân liền không? Em nghe nè anh yêu. Alo em yêu hả? Đi làm tập nhanh về với anh nha. Mày nói nghe nè, lát nữa giờ cho em thêm tiền nha, tại vì em xài hết một mớ rồi đó. Ok luôn, anh đang ngứa tay nè. Em về lẹ để anh xô một cái xong rồi quăng tiền vô mặt em nha. Ok anh yêu luôn. Mà khoan để em đi ăn cái đã. Với lại em đặt nhiều đồ xíu để cho mấy đứa nghèo khổ tiệm tóc này nữa nè. Rồi, vậy thôi nha anh. Rồi, má. Của má xong rồi đó, nè, trả nè. Rồi, đi về giùm. Ủa gì dạ, tôi còn là... Thôi má, má có một cái đầu mà má tưởng được má ba cái đầu luôn hay gì. Tôi làm tôi còn khác nữa. Rồi xong, biến lẹ. Nhớ mày nghe chưa.
cho hai đứa bay đó tự chia đi. Công nhận má này đi thiệt luôn á, không khí nó yên ắng hẳn, tâm can tao nó nhẹ nhàng đi luôn á mày ơi. Gì vậy? Lừa đảo hả? Thôi. Gì ơi vậy? Ây da. Anh trai. Anh giúp tôi đi, tôi có nhiều tiền lắm nè. Anh giúp tôi nha. Để tôi nha. Dạ cảm ơn. Chứ không phải hôm bữa em nói là bị cái gì cũng chỉ cần có tiền là giải quyết được hết hả? Thì bây giờ anh đắp tiền lên cho em mà em còn tháng gì nữa? Em có giỡn nha, em đau lắm luôn á Tilo. Vừa lắm. Ê cái con kia mày nói cái gì vậy? Mày đứng lại coi. Nè tiền nè, tự lo đi. Tilo. Biết vậy còn tiền làm gì? Có người yêu quan tâm chăm sóc không chịu đâu. Ngu quá vậy Phượng. Giờ ai cũng ghét mình hết á. Thôi lên anh kè về. Tilo em xin lỗi. Anh nghe hết rồi. Giờ có cần anh lấy thêm một đống tiền nữa để đắp lên cho em hết đau không? Không cần nữa đâu. Thôi đi về.